Mazda CX-5 anh chị, mới vừa về nè, sản xuất 2021 luôn, phiên bản Deluxe anh chị. Thiết kế xe nhìn đẹp ghê, Mazda CX-5 nhìn nó sang ghê anh chị ha. Kiểu dáng nhìn nó sang trọng. Xe này sản xuất là 2021 nha. Đó, đèn chiếu sáng của xe là dường như là full LED luôn. Đây nè, anh chị coi nè, đèn chiếu sáng dường như là full LED luôn, rất đẹp luôn. Đó, động cơ 2.0 đi tiết kiệm xăng nữa. Đó, rất đẹp, nội thất nó rộng, được cái nó gầm cao vậy nè, gầm rất là cao. Đó, này nè, quay cái gầm đầu tiên, quay cái gầm cho anh chị coi luôn, này gầm bọng đẹp lắm, mới vừa coi xong đây anh chị thấy không, vàng gầm này còn đẹp lắm. Đó, đây nè, nước sơn xe nó liền lạc nè, xe chạy 34.000 cây chất, xe còn đẹp lắm. Để chị đi dạo một vòng cho chị các bạn coi qua nha, cái này tắp bi cửa nè. Đó, đó, bên tài có ghế chinh điện cho anh chị luôn. Đó, còn cái này người ta gắn thêm nè, chống chạy. Ở đây là có ngắt động cơ tạm thời nè, cảnh báo chống trượt, cam cảm biến lùi nè, có cam lùi luôn. Xe chạy 34.000 cây chuẩn km, có ga tự động luôn, có thắng tay điện tử luôn, tự động dư thắng luôn, điều chỉnh cho đồ lái sport luôn. Đó, mấy cái nút bấm nè còn mới quá trời luôn anh chị, điều hòa hai dụng luôn nè, cực mát lạnh cho anh chị luôn. Đó, có màn hình giải trí luôn và có cửa sổ trời luôn anh chị. Đó nè, đó nè, dàn ghế bên tài còn đẹp nè, quá đẹp luôn. CX-5 2021 anh chị, phiên bản Deluxe đây, quá đẹp, quá đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm mẫu CX-5 á, đến coi này nè, ở phía sau cũng có cửa gió điều hòa này chị, đây đó nè, hàng ghế phía sau này ngồi nó thoải mái, rộng rãi, không quá đẹp. Cái dàn này nè, xi mạc chrome nè, gỗ nè, đó nhìn nó sang, tấp bi cửa còn đẹp nè, đó nước sơn cũng còn đẹp nè, cản còn khít nè, cốp đồ rộng đó gì, cốp đồ rộng lắm gì coi nè, đó một cái cốp đồ rất là rộng luôn. Bánh xe dự phòng là chưa có sử dụng luôn, đây nè, chưa sử dụng luôn, còn vết sơn luôn. À, quá đẹp. Anh chị nào quan tâm mẫu CX-5 anh gì liên hệ chiều. Xe này chạy tiết kiệm xăng lắm, nó khoảng tầm 7 lít, 6 lít tới 7 lít nè. 6 lít tới 7 lít cho 100 cây. Đó, mẫu thiết kế nhìn nó sang. Và đây là phía bên bên phải nè. Thấy không? Quá đẹp. Mâm này nhìn cũng đẹp nữa nè, không một vết xước gì luôn. Đó, bánh xe còn dày luôn nè. Nước sơn này liền lạc ha, đây. Nè, cửa gió điều hòa phía sau nè, không hàng ghế bên ở bên phải nè, dòng là dòng gia đình đó chị, nên dường như là mấy cái hàng ghế phía sau nó còn đẹp lắm, tại ít sử dụng. Ở đây thì có nè, có cái cổng sạc dành cho điện thoại nữa nè, nếu đi đường xa đường dài thì hết pin gắn sạc. Ở đây mình để được máy tính bảng nè, ở đây để được hai chai nước nè, đó rất là ok nha. Đó, tấm bi cửa nè, keo chỉ mà thư đảm bảo hết trên chị, mua bán cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng, chị cứ yên tâm mà sử dụng. Nè, mấy cái đường chỉ xi mạc chrome nhìn nó sang ghê, nó có ốp gỗ này nè ha. Quá đẹp. Đó, quá đẹp luôn. CX-5 phiên bản Deluxe 2021 chạy 34.000 cây. Đó, giá là 720 triệu còn bớt. Đây. Đó, cái chi tiết này còn mới tinh nè. Được cái xe người ta đi người ta kỹ cái gì? Có bọc vô lăng cho anh chị luôn nè. Đó, bây giờ chị sẽ đi lên, chị mở cái nắp capo này, quay cái động cơ cho chị coi nữa nè. À, chi tiết xe còn đẹp quá trời luôn. Đó, đây là phía bên phải nè, 2021 đèn chiếu sáng dường như là full LED luôn, mà có cảm biến phía trước nữa nè. Đó, và đây là cái phần động cơ nè, mua bán là cam kết đảm bảo anh chị. Đây, đây ốc cho ốc máy là còn nguyên zin luôn, ốc capo cũng còn nguyên zin luôn. Đó, khung xương mọi thứ là còn ok ha. Mua bán chiều cam kết đảm bảo cho anh chị không tai nạn, không ngập nước, không bung đã động cơ, máy móc nguyên zin. Rồi, cái chiếc CX-5 này chiều bán giá là 720 triệu còn bớt. Anh chị các bạn có quan tâm mới đến 18 Hiệp Bình coi xe chiều bớt thêm cho. Thì ngoài CX-5 mà chiều có một chiếc Rút mới về nè. Xe này chiều bán giá là 570 nè. Đó, muốn rẻ hơn 7 chỗ luôn. Nó 570 à. Đó, chiếc này thì 5 chỗ. Nhưng mà xe này xe hạng cũng cận cao cấp rồi, 720, 2021. Con này cũng là 2021, người đăng ký 2022, 7 chỗ, 1.5, 570. Còn đây là sedan hạng C, Antis, 1.8G, 2021, 603. Innova 1.500 cây, 2023, số sàn, giá là 750 triệu nè. Có một chiếc Tucson 2020 nè, cũng là dòng xe gia đình cao cấp nè, 1.6 Turbo, 750 triệu sản xuất 2020. Đó, có nhiều xe lắm anh chị, có các bạn nào có quan tâm thì đến chỗ chiều coi xe nha.
tất cả xe chiều đăng đều có giảm giá, đến coi được chịu bớt thêm cho anh chị một chút nữa. Rồi còn cái chiếc CX5 này thì chiều bán giá là 720 nha. Đó, đến coi đi bớt thêm luôn cho. Anh chị các bạn lần đầu vào kênh nhớ đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng anh chị.